Hồi còn làm ban giám khảo của Việt Nam Got Talent đến mùa thứ 2 thì có một bạn hâm mộ tại Hà Nội đã lấy chân dung tôi, Huy Tuấn, Thúy Hạnh và MC Thanh Bạch ghép vào hình ảnh nhóm thầy trò Đường Tăng Tam Tạng đi thỉnh kinh trong Tây Du Ký để bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Tôi có nói với bạn ấy, qua Facebook thôi, rằng tôi cảm kích lòng ngưỡng mộ của bạn ấy dành cho chương trình và riêng ban giám khảo và MC. Nhưng xin đừng ghép tôi vào cái nhóm văn hóa Trung Quốc vì tôi không muốn trông thấy hình ảnh chính mình lại khoác bộ trang phục của họ để cổ suý cho một nền văn hóa của một quốc gia đang xâm lấn lãnh thổ và làm hại người dân tôi mỗi ngày trên biển đảo. Bạn ấy bảo tôi cực đoan, chính trị là chính trị mà nghệ thuật là nghệ thuật. Tôi nói trước đây tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì không, vì chính Trung Quốc cũng đã không nghĩ như vậy. Họ là những kẻ xảo ngôn nên ta không cần phải tôn trọng, và hãy lấy hình ảnh tôi ra khỏi bức ảnh ấy. Người bạn này đã tỏ ra thất vọng và miệt thị tôi khá nặng. Lúc đó tôi có nghĩ chắc bạn này là một dư luận viên. Trong đợt kỷ niệm cho sự kiện của một hội chuyên ngành về sân khấu, người ta muốn dựng lại một số vở kịch lừng danh của nhà hát sân khấu nhỏ 5B mà một thời tôi đã gắn bó tài nghệ mình nơi đó. Chỉ là một đợt hoạt động mang tính sự kiện thôi, nhưng trong đó có vở Lôi Vũ, tác giả Tào Ngu Trung Quốc, mà tôi đã thành công nhiều với vai Chu Sung. Tôi từ chối tham gia cũng vì lý do trên, không thể khác. Không thể viện lý do nghệ thuật khác với chính trị để chính mình tự làm tổn thương lòng tự trọng dân tộc của mình. Khi hai quốc gia còn là bạn bè tôn trọng chủ quyền của nhau thì nghệ thuật còn làm thăng hoa nhau được. Chứ ai lại có thể đi tôn vinh văn hóa của một quốc gia nó bắn giết dân ta, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của ta từng ngày từng giờ được. Tôi đã nói rõ quan điểm của mình như vậy với ban tổ chức và không hiểu sao sau đó đợt sự kiện đó cũng ngưng lại luôn. Chắc vì không có kinh phí chứ không phải là từ tôi. Tôi chỉ là hạt cát trong cái sa mạc showbiz Việt nhu nhược này. Cũng như có lần tôi từ chối làm đại sứ hình ảnh cho một sản phẩm của Trung Quốc, họ đài thọ tôi du lịch miễn phí bên đó, thì cũng có vài người bảo tôi dại đã để vụt khỏi tay một cây cờ. Rồi bây giờ là một danh sách dài ngoằng các tài tử minh tinh điện ảnh và nghệ sĩ của Trung Hoa lục địa mà thần dân xứ Việt chết mê chết mệt đã lên tiếng ủng hộ cái gọi là đường lưỡi bò láo xược trên biển Đông của chính quyền Trung Quốc. Họ phản đối phán quyết của tòa án quốc tế, bất chấp luật pháp và đi ngược lại với lương tri thế giới. Những cái tên như Phạm Băng Băng, Triệu Vi, Huỳnh Hiểu Minh, Lục Tiểu Linh Đồng, vốn đã xem chúng ta là thần dân của họ, tài nguyên nước ta là tài sản của quốc gia họ từ bao đời nay rồi. Vậy có đúng là nghệ thuật kinh tế đi trước để lót đường cho chính trị và xâm lược đi sau không? Các văn nghệ sĩ, các fan hâm mộ những soái ca, tỷ tỷ, những thứ ngôn tình hay nam thần ngọc nữ gì đó. Hãy tỉnh táo và sáng suốt mà lo bảo vệ những giá trị văn hóa Việt còn sót lại trong mong manh, và chỉ có chúng ta mới là những người phải thể hiện lòng tự tôn dân tộc mình. Tôi không kêu gọi kỳ thị mà tôi kêu gọi sự thức tỉnh. Sưu tầm, Mi Lan Phạm.